Đây là cái loại vi sai trơn này. Đây. Vi sai trơn này. Cái này để làm xe 3 bánh 4 bánh này. Trục của nó là trục 6 răng. Trục bên em bán luôn chiều dài thì tùy theo khách hàng đặt thôi. Có cả nhông này, nhông cũng có nhá. Đây là cái trục của nó này. Đấy. Cái sai này thì một số các bạn để gối đỡ vào đây. À, còn của nó là để gối đỡ ở trên cái visa này. Thì tùy theo cái gối này này mình đặt ở đây đây thì các bạn theo mình thì theo nhà sản xuất thì của nó để trên này là chuẩn nhất này, còn để trên này một số các bạn dùng bảo cũng không ảnh hưởng gì lắm, thì cái đấy là tùy các bạn thôi. Theo mình thì để trên này hay hơn, còn tất nhiên là các bạn này, làm những cái xe nhỏ nhỏ chơi thì để ở đây cũng được, không ảnh hưởng gì. Còn nếu chở hàng lớn, hàng nặng mà kéo nặng ấy thì phải để gối bi này thì nó mới chuẩn của nó này. Đây. Đây là cái loại không gối đỡ này. Loại này thì rẻ hơn cái loại có gối bi. Các bạn làm xe thì lấy loại nào thì có vi sai thì hai cái trục các bạn chuyển động nó sẽ độc lập. Khi vào cua thì không bị dê trượt bánh giống như cái trục ATV. Đấy, mọi chi tiết đặt hàng mình liên hệ qua số điện thoại là 0983818955. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé.